Đầu tiên là tương ứng, xong bắt đầu mới chọn cách gì ạ? Ứng biến. Vậy thì bắt đầu phải lắng nghe xem ông muốn gì đã. Thì cái phần đấy là phần lắng nghe. Sau đó bạn mới đưa ra kết luận và chọn cách ứng xử như vậy. Thì thông thường chúng ta gì ạ? Bao giờ cũng dễ đi vào lòng người hơn. Cho nên hãy bắt đầu từ khái niệm ứng xử. Anh Nguyễn Văn Việt có đặt câu hỏi: em luôn sống bằng tâm với gia đình, nhưng sao lại không thể hòa hợp được với bố em? Là vì sao thầy? Vâng, thưa với bạn, trong cuộc sống này có một khái niệm gọi là ứng xử. Ứng chính là tính ứng biến. Ứng trong từ ứng biến, ứng trong từ tương ứng. Như vậy có hai phần nhé: ứng biến và tương ứng. Xử tức là mang tính kết luận, cho nên mới gọi là xử án, cho nên mới gọi là người phán xử. Cho nên cái từ ứng xử ở đây bao gồm hai bước, ba bước. Bước thứ một, nếu để ứng được thì việc đầu tiên bạn phải tương ứng. Bạn phải chọn định vị bạn bằng người ta, hoặc thậm chí thấp hơn người ta một chút. Người ta gọi là gì ạ? Khiêm nhường, hay là khiêm tốn. Cho nên bác Hồ khi đứng nói chuyện với một đứa trẻ con, bác phải cúi xuống để cho tương ưng. Khi bác Hồ nói chuyện với một bác nông dân, bác Hồ xắn cái quần lên, ngồi ở gốc rạ, ngồi ở cái đống rơm, nói chuyện với bác nông dân. Việc đầu tiên tạo ra sự tương ưng đã. Khi mà mình về quê, mình mặc quần sót, kéo đi khắp làng, thì việc đầu tiên là tạo ra sự tương ưng đã. Khi mình về mình gặp bố mình là mình gì ạ? Khiêm nhường, giản dị và tỏ ra gì ạ? Hơi đần đần. Cái kiểu bố mình, cách ứng xử của bố thế nào thì mình cũng ứng xử theo kiểu mà gì ạ? Nó giống như kiểu bố mình ạ. Nó gọi là tương ưng. Còn mình về ngay lập tức trong cái, và tương ưng này là tương ưng từ tâm nhé. Còn khi bạn tự hạ mình xuống, nhưng trong đầu bạn nó không chánh niệm, bạn lại nghĩ bố nói sai rồi. Chẳng qua thầy Tuấn nói con tương ưng thôi thì con tương ưng, chứ còn thực ra là bố nói sai rồi. Thì như vậy là không chân thành. Đấy là thiếu trung thực với bản thân. Mình tương ưng nhưng mà tâm của mình tự nguyện tương ưng, cái đấy người ta gọi là chân thành. Sau đó ứng, ứng biến, ứng xử. Là bạn gì ạ? Phải nghe bố mình nói, xem bố muốn gì, ứng, đúng không? Là gì ạ? Lúc bấy giờ là đầu tiên là tương ứng, xong bắt đầu mới chọn cách gì ạ? Ứng biết. Vậy thì bắt đầu phải lắng nghe xem ông muốn gì đã. Thì cái phần đấy là phần lắng nghe. Sau đó bạn mới đưa ra kết luận và chọn cách ứng xử như vậy. Thì thông thường chúng ta gì ạ? Bao giờ cũng dễ đi vào lòng người hơn. Cho nên hãy bắt đầu từ khái niệm ứng xử. Nhưng ngay kể cả khi ứng xử mà bạn phải cúi xuống lâu quá, bạn cũng đau lưng chứ. Thỉnh thoảng cũng muốn nhổm lên cho nó hết đau. Mà nhổm lên cho nó hết đau thì bố mình lại chửi, tức là mày tinh vi, ông lại chửi cho bây giờ. Đấy. Thế thì bây giờ thì cuối cùng bạn, tâm của bạn lại phải là tâm không. Bạn rửa sạch cái tâm đi. Là thôi, bố mình bao nhiêu năm ông ấy ngồi ở cái tầng 2 nó quen rồi. Đừng lôi ông ấy lên tầng 3, phải gió chết. Tương tự như vậy, bao nhiêu năm bố mình tư duy ở cái tầng bậc đấy rồi, thì hãy cứ để cho ông vui vẻ, ông sống ở tầng bậc ấy đi. Sao lại cứ bắt ông phải lên tầng bậc theo ý mình? Và đó là sự đau khổ của con người. Con người luôn luôn định kiến rằng người khác phải giống mình thì đó mới là người tốt. Sao vậy? Họ không giống mình, họ vẫn là người tốt chứ. Vì vậy tôi chỉ kết luận là một người họ sống không ăn cắp, họ không vi phạm pháp luật, họ không làm những thứ vi phạm đạo đức.
Còn họ khôn hay ngu, đấy là cuộc đời họ phải chịu. Kể cả bố mình cũng vậy thôi. Thế thì họ là người tốt. Tại sao mình cứ bắt một người tốt họ phải thay đổi mọi thứ là sao? Cho nên khi bạn hiểu được câu chuyện đó, bạn chỉ đơn giản hóa cuộc đời của mình đi, là những người cứ không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức thì đó là người tốt. Mà đã là người tốt thì bạn cần thay đổi họ cũng được, mà không thay đổi cũng được, vạn sự tùy duyên. Nếu họ muốn thay đổi thì chúng ta hãy giúp họ, còn họ không muốn thay đổi cũng được, sao cứ bắt họ phải thay đổi giống mình. Thuở bé thì cha mẹ bắt con thay đổi giống cha mẹ. Cha mẹ về già, con cái trưởng thành lên thì bắt cha mẹ thay đổi giống con cái. Thế là cả cuộc đời này chúng ta sinh ra toàn hành hạ nhau thôi, chứ đâu có làm cho nhau hạnh phúc. Mà rõ ràng hai người tốt sống cạnh nhau phải hạnh phúc chứ. Vậy là tự chúng ta mang cái định kiến bắt người khác phải giống mình, nó thành bất hạnh. Vậy lời khuyên cuối cùng: một, ứng xử hãy là bạn với bố mình, để hiểu bố mình, để chia sẻ những giải pháp với bố mình. Mà ngay kể cả làm thế rồi ông vẫn không thay đổi thì hãy để cho ông được gì ạ? Sống đúng là ông đi. Vì ông không làm gì vi phạm đạo đức, ông không làm gì vi phạm pháp luật, thì hãy để được ông được sống đúng là ông, được sống những ngày tháng hạnh phúc. Mà họ được sống đúng là họ được sống bằng đúng bản năng của mình. Thì đó là hạnh phúc lớn nhất mà con cái trao cho cha mẹ. Và thông qua chương trình này tôi cũng gửi một thông điệp: cha mẹ đừng có định kiến bắt con cái phải giống mình. Nhưng ngược lại, khi con cái trưởng thành cũng đừng bắt cha mẹ phải có suy nghĩ giống con cái. Đó là sự đau khổ do chính chúng ta tạo nên bức tường đau khổ đó, chứ không ai tạo ra cả, do chính ta tạo nên mà thôi. Hãy phá bỏ hàng rào ấy đi thì ngay lập tức cuộc sống trở nên đơn giản, hòa hợp và an lạc. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn và chúc bạn tìm được an lạc nơi gia đình mình. Rồi ạ, cảm ơn ạ. Trường Trung học Phổ thông Phạm Ngũ Lão vận hành bởi hệ thống giáo dục CEO High School, nơi kiến tạo thế hệ học sinh định hướng tư duy trở thành doanh nhân thành công và hạnh phúc trong tương lai. Website ceohighschool.edu.vn, hotline 1800 577722, nhánh 111.